Hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi xuống và recap bộ phim Ultraman The Next tại một cơ sở nghiên cứu nào đó mà chúng ta tạm thời chưa biết tên, mà thực ra là chúng ta cũng không cần biết tên lắm. Một con quái vật đã làm loạn và may mắn tổ vi thượng sách thành công. Còn đây là anh giai Maki Suichi, một phi công chiến đấu cơ đang có ý định xuất ngũ. Còn đây là người đồng nghiệp cứ hỏi đi hỏi lại câu: chú có chắc là con đại bàng của chú không còn muốn được tung cánh nữa chứ? Nhưng anh ơi, em có phải là Jack đâu mà chọn Messi, con trai em cần em hơn. Bỗng dưng có một thông báo về vật thể bay không xác định. Cả hai nhanh chóng lên chiến đấu cơ. Người đồng nghiệp Kurashima do trục trặc kỹ thuật nên phải quay lại. Chỉ còn một mình Maki đi do thám và chạm mặt vật thể bay mà ai cũng biết là cái gì. Và như vậy main anime đã được tạo ra. Trong cơn mê man, Maki đã nhìn thấy hành trình xuyên không gian của vật thể hợp nhất với anh. Tỉnh dậy trong bệnh viện, lành lặn không một vết xước. Bởi có nhiều chuyện xảy ra mà anh phải giải trình với cấp trên. Sau đó thì chính thức xuất ngũ. Khoảng thời gian sau, cứ ngơ là anh sẽ được vui vẻ bên gia đình mình. Nhưng không, một chị gái xinh vãi nhái đang đứng ở đằng xa và theo dõi nhất cử nhất động của anh. Ông anh Maki sau đó đã chuyển qua lái máy bay du lịch và vì thế có nhiều thời gian hơn ở bên gia đình. Anh buông tha cho quân đội, nhưng quân đội thì lại không muốn rời xa anh. Người phụ nữ biển theo dõi anh đã tiếp cận và dọa bắn nếu anh không làm theo những yêu cầu của cô ta. Những người này tới từ cơ quan chống khủng bố sinh học thuộc Bộ Quốc phòng. Tại căn cứ của tổ chức, họ đã kể lại quá trình người đàn ông lái đò, lái tàu bị biến thành quái vật sau khi tiếp xúc với ánh sáng xanh. Hơi giống với trường hợp của nam chính Maki. Sự đáng sợ là con quái vật này có thể tiến hóa thông qua việc hấp thụ các sinh vật khác và nó được đặt tên là The One. Maki bằng cách nào đấy đã có thể thấy được khung cảnh tên quái vật kia tàn sát những người lính và từ đây Maki bị giám sát với cái tên là The Next. Bị nhốt dưới tầng hầm, Maki bắt đầu cảm nhận được sự xuất hiện của The One và nó đang tìm cách để tiêu diệt anh. Sau làn mưa đạn, con tham lằn hình người này đã đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra và tiếp tục tiến hóa. Thằng lằn bóng đuôi dài của bắn đã tiến hóa thành khủng long. Con quái vật cơ thể đánh bay lực lượng vũ trang một cách không khoan nhượng. Trước tình thế hiểm nghèo, nam chính từ đằng sau đấm bay cánh cửa sắt rồi trỗi dậy. Cả hai lao vào tận nhau một trận sống chết. Nhưng do Ultraman và Maki chưa thực sự hợp nhất với nhau nên thể trạng của The Next chưa thực sự hoàn hảo. 36 kế tấu vì thưởng sách. Con thằn lằn bóng chạy còn nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng nữa. Maki thì quay trở lại hình dạng con người và được cô tiến sĩ xinh đẹp đưa ra lời đề nghị hợp tác để tiêu diệt The One. Bởi vì trong hình dạng của Ultraman thì Maki đã cứu cô một mạng. Ngay khi tưởng mọi việc đã êm xuôi thì người con trai bắt đầu đổ bệnh và Maki đã cảm nhận được điều đó. Không chần chừ, anh cướp lấy xe của quân đội và lao như bay. Lão sếp lớn thì không hề tin tưởng nam chính nên đã xin lệnh trừ khử ngay lập tức. Người anh em Kurashima tuy nhận được lệnh cản Maki, nhưng anh đã làm trái lệnh và giúp đỡ cho người đồng đội cũ của mình được gặp mặt con trai trước khi chiến đấu với The One. Cô tiến sĩ cũng đã tâm sự về cái ngày mà The One trốn thoát. Người bị hóa thành quái vật lại chính là chồng chưa cưới của cô, vì thế mà đã không lỡ kết liễu hắn. Ở hãng ổ của The One, hắn đã quay trở lại hình dạng con người và có vẻ như là vẫn giữ được ý thức. Nhưng cô tiến sĩ đã quyết tâm xuống tay luôn, kết liễu đi tình yêu và chấm dứt sự đau khổ cho vị hôn thê của mình. Nhưng không, do chỉnh quá gà, cô bắn 5 viên serif mà chỉ trúng mỗi một viên. Không nhăm nhò gì, The One tóm lấy cô tiến sĩ. Nhưng ngạn ngữ có câu, bắn gần thì chật em meo được. Tên quái vật lộ nguyên hình để rồi hai gã khổng lồ lại lao vào solo. The One sau khi bị thất thế thì đã alo gọi vốn từ 500 anh em ra huy, rồi tiến hóa tiếp. Kích thước của hắn đã cao bằng vài tòa nhà cao tầng, cùng với đó là tuyệt kỹ hơi thở nguyên tử. The Next cũng không chịu thua, anh đã biến hóa trở nên to hơn và mạnh mẽ hơn để có thể giúp đỡ những người dân gặp nạn. Cặp đôi tử thủ lao vào nhau, người này mạnh lên như nào, kẻ kia cũng mạnh lên như thế. Và CGI battle. Trước những cú khạc đờ béo ngậy từ The One, Ultraman đã tới giới hạn. Trong giờ phút sinh tử, các chiến đấu cơ đã lao tới bắn yểm trợ, tạo cơ hội cho Ultraman ra đòn hiểm và kết liễu The One. Trong tiềm thức, Ultraman rất cần sinh mệnh của Maki để hoàn thành sứ mệnh của mình. Maki cũng rất sẵn lòng, nhưng bởi anh còn lời hứa cùng bay với người con trai, nên Ultraman đã tôn trọng lựa chọn của anh. Cuối cùng, cha con Maki đã cùng nhau bay trên bầu trời. Hết phim.